Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo rà soát, thu dung đối với người lang thang cơ nhỡ. Ngày 27 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành công điện 1105 về thu dung thực hiện chính sách an sinh xã hội đối với người lang thang cơ nhỡ tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nội dung công điện nêu rõ, do ảnh hưởng của dịch bệnh, một số địa phương đã xuất hiện người lang thang cơ nhỡ, không có việc làm, không có chỗ ở, không được chăm sóc y tế và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Việc người lang thang cơ nhỡ thường xuyên di chuyển có nguy cơ mắc và lây lan dịch COVID-19. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tỉnh và các lực lượng chức năng tăng cường rà soát, thu dung người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn để xét nghiệm, sau đó đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội hoặc tổ chức quản lý để thực hiện các chính sách an sinh, xã hội và phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.